Mà ông khỏe nhỉ, cái cưa ông ấy cứ mà ngoằng ngoằng không leo. Ui 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 ui. Sửa làm lại cái bãi này các bạn ạ. Cái bãi này sẽ được đổ bê tông. Nên là cái hàng cây này cũng phải cưa đi một số cây các bạn. Đây hàng hộp sẽ cho vào trong xưởng nhé. Các bạn mua hàng sẽ được tiện lợi và dễ chọn lựa hơn. Rồi, anh chuyển đi rồi.